Ok, xin chào tất cả em đã trở lại với kênh Như Khả nè mọi. Ngày hôm nay thì Khả sẽ ép một cái nón thủy xấu dòng nha nè mọi. Và hiện tại mấy chỗ này là mấy chỗ S10 đại danh kỳ sử, một trong những phương bản chuẩn sân hàng xe tắc, đồ xanh ngũ hành và đồ tím hiện tinh nha mọi người. Ngày hôm nay trước khi ép thì Khả sẽ ép đưa cái nón này về cấp 4 nha mọi người. Tại vì thích cái nón lá nha mọi người. Nón này là nón thủy xấu dòng nha mọi người. Đó, xuống cấp 9 nè. Mình sẽ dùng 5 minh chi tinh và cho vào. Đó. Sẽ nó đưa xuống cấp 4. Xấu cục xuống cấp 4 là thành nón lá nha mọi người. Ok, sau khi ép lên bắt đầu sẽ đi tìm phôi nè. Bây giờ ta sẽ đi lóc ạc tìm phôi sinh lực, rồi chón ẩn hiện này nó các kiểu một thứ. Rồi ép nha nè. Rồi tên thì tên này đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Rồi, phục viên này nó chuẩn bị sẵn sàng rồi. Như việc đi giờ tìm phôi nè mà. Bây giờ sẽ tìm 6 phôi tương ứng. Sinh lực rồi, nội lực rồi, thở lực rồi, các kiểu nè mà. Rồi, ta khả lóc ạc tìm phôi cái là chúng ta sẽ gặp lại tiếp tục nha. Ok nè mà, sau khi khả tìm đủ 6 phôi sinh lực, chón, kháng hỏa, nội lực, sinh khí và thở lực cuối cùng. Ok, thì bây giờ khả đi ép nha nè mà. Cái mày tắt mày vải viên hình tinh đi rút bán phẩm này cho nó đỡ chặt chỗ này mà không đúng chỗ nha má, thiếu chỗ nha. Rút bớt là đỡ chống chỗ này mà. Nói chung thì mình ép thì cũng nhiều món rồi. Giờ chúng ta sẽ bắt đầu ép cho anh em xem nha. Bắt đầu không nào. Thì Khải sẽ lấy sinh lực. Sinh lực hiện tinh 3, hiện 1, 4 phút diện. Sinh lực hiện 1, 4 phút diện. Ok. Đến dòng chón vậy nè. Chón. Chọn cái mà này rút khoảng phẩm xấu là được rồi. Chọn ngõ một nha, chọn ngõ một 40 nè. Chọn kháng hỏa nào mà phải chơi chọn kháng hỏa, tại vì phải chơi thì kiểu đó cũng đã có mệnh năm hành thì cũng được rồi, sinh khí dòng cuối. Rồi 6 này, 7 nè. Đánh dòng mà thứ hai tiếp theo là dòng nội lực nè. Nội lực thì khả năng có 112. Này cứ lấy phẩm 7 nữa từ thêm nữa hai bình cái gì nữa. Tình hiện hai nè. Viên nè. Ê, lộn lộn. Nỗ lực nha nè. Hiện 2 nè. Rồi. Rồi, bây giờ Khải sẽ đi lấy dòng kháng hỏa nha nè. Kháng hỏa thì Khải cũng đã chuẩn bị cho mình một cái phôi kháng hỏa 25, nhưng hiện tinh 3, ẩn 2, phù dung này, phù dung là ẩn 2 nè. Này con gái nút lên phẩm 8 nè mày, 87 nhất một mắt thôi, Khải nghĩ nó chắc lên phẩm 8 á, ông tu phẩm 8 8, ok. Rồi, đến thở lực như này. Thở lực thì nó không đơn giản mà, gì khó mà. Thở lực. Ô lộn, đúng rồi, thở lực. Ở sinh khí chứ.
sinh khí thể lực hiện 1, 2, 3, 4 này dòng 6 nè, thể lực nè. Thở lực cho 17 hiện 3. Dòng cuối dòng sinh khí nè. 17 rồi, sinh khí dòng cuối nè. Lấy rồi, vô kèo đây. Sau khi lái xong thì bắt đầu đi ép nha nam. Ok, giờ thì chuẩn bị đầy đủ rồi. 5 viên hành tinh. Ủa sao thiếu 1 viên hành tinh ta? Thiếu 1 viên hành tinh ta? Là khai thác đi 1 viên hành tinh. Rồi, tiếp tục nam ơi. Chúng ta bắt đầu đến chương trình ép vào nha nam. Ép vào thần thái sẽ chuẩn bị cho mình vẫn là hành tinh phục viên các kiểu. Rồi. Rồi, ok. Thiên là sinh lực nha nam ơi. Sinh lực thiên 1 nè. Thiên 1 nè. Phòng 7 luôn. Phòng 7 luôn quá dữ luôn. Ê, thiếu vạn nè mà. Thiếu tiền vàng. Phòng 7 nè. Thiếu tiền vạn. Rồi, sinh lực như nào. Phòng 7 này chắc 99 này. 908 91. Giấc tiếng kiến coi nữa. Rồi, đến dùng chó như nào. Chó 40. Chó 40 này phẩm 6. 6 lên 40 này bình thường nữa mà. Trong mùa nha. Này là mình chắc mình chọn viên thủy tinh cho nó chắc kẹo lắm. Ý thiếu tiền vàng. Má cái ông tu bực thiệt chứ. Má sao mất tiền vàng hoài vậy. Mình đâu có rút vô ta. Rút 200 mấy sao không mất tiền vàng hoài vậy. Ba mẹ. Nó có bị xem có bị mất tiền dạng nè. Vậy đó thiệt chứ. Chọn nha, chọn ăn 1. Tiếp tục nè, đánh dòng nội lực nè mà. Khảm nè. Nội lực phẩm 5, phẩm này mà phải phải đòi thêm viên thủy tinh nè. Đòi viên thủy tinh nè mà. Nỗ lực nha nam. Trăm tâm ba tiếp tục nè. Đến dòng khẳng họ nè. Hỏi thì này khai chắc là 6 viên là 6 viên thì tên là lên 25 nè. 8 nè. Lâm nhưng thở lực nữa. Thở lực khoảng 7. Oh,
bình nhiên. Bum bum. 196. À, dòng sinh khí nè mọi người. Dòng sinh khí cuối cùng. Rốt rãng rồi nè mọi người. Gì mà suy nghĩ nữa. Công thức con đồ. Đi thẳng trong đầu của em làm phật 1 là cái gì mà suy nghĩ nữa. Rồi. Sinh khí này 20 nữa đẹp nè mọi người. 240. Sinh khí vô. 20. Vừa năm hạnh, vừa ăn vàng. Xong chưa nào? Đó, ok. Khi ép xong cái đó là thấy ok không? Rẹt rẹt liền. Rồi ok, bây giờ anh em đang đã và đã theo dõi xong cái ép cái nón thủy mắt đọt của Khải. Chung Khải ép tranh thủ là mà nhanh gọn ha. Không cần may mắn gì đâu. Hên xui gì đâu. Nói chung là cái công thức thì cứ trong đầu vậy mình làm thôi. Rồi, một cái nón chống 40, kháng hậu 25. Có thể nói là Khải đang ý định là ở cái nón này là có thể đi được năm hành nha. Có thể đi được năm hành. Và anh em có ăn ban thì anh em cũng có thể đi được ăn ban. Nói chung là anh em được đi hai hướng. Nên là cái nón nó còn lợi chỗ đó. Nhiều anh em cứ ép với cái dòng kháng hậu trong cuối, Khải nói nó cũng hơi phí nữa mà. Thì đã ép chắc kháng hậu trong cuối á. Sau này đi năm hành không có nổi nữa mà. Hoặc là cho xe đem năm hành không được luôn. Nên là Khải đang tận dụng ở đó là cho kháng hậu và cho ăn 1, 2. Còn sân khứ trong cuối thì có thể đánh được năm hành nè. Có thể đi được set ăn ban, cũng có thể đi set được hiệp cốt nha nè. Đó, ok. Rồi, anh em theo dõi video đừng quên đó là Khảo lại chia sẻ hỗ trợ anh em ơi. Và giờ video tiếp theo thì chúng ta sẽ trở lại tiếp tục với một ép một bao tay mọc như nè. Tay mọc là ép một bao tay mọc mà. Xấu dần nha anh em ơi. Ok chưa? Nhanh gọn như đâu. Rồi, đến bao tay mọc nha mọi người. Rồi, ok. Anh em theo dõi đừng quên cho một like chia sẻ hỗ trợ nha.